Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Video này thì giới thiệu với các bạn một cái lô mai rừng Phú Yên 3 phôi các bạn ơi. Hôm nay 3 phôi tất cả mới về ha. Đầu tiên là một cái phôi chân rễ nó ôm xuống nhìn cũng rất là đẹp các bạn. Nhìn rất là đẹp luôn. Cây này hoành cổ đế của nó là 30. Hoành ngang cổ đế là 30 ha. Tổng chiều cao của nó là 60. Phôi này giao lưu anh em mình với giá là 350k. Lỗ nhẹ chỗ này các bạn. Lỗ nhẹ ôm già ha. 350.000 cho mã B7.1 nha các bạn. F7.1. Mai rừng Phú Yên nha anh em. Anh em nào yêu thì mình liên hệ ha. Hoành 30, tổng chiều cao 60. 350.000. Số điện thoại liên hệ quen thuộc vẫn là 0867 098 446 ha các bạn ha. Tiếp theo thì mình đến với phôi số 2. Một cái phôi nó khá là hì hòn các bạn. Cây này các bạn dựng xuống cho là ra là ra hình thú luôn á. Ra chân chân rễ thú luôn. Phôi có hoành là hoành cổ đế là 33. Từ cổ đế lên đến đầu mặt cắt trên của nó là 36. Hoành 33. Chiều cao từ cổ đế lên là 36. Cây thì không có bị hư hao gì hết các bạn. Sạch sẽ nha. Hoành 33, chiều cao 36, cũng là 350.000 luôn. Anh em nào yêu thì mình liên hệ ha. Cuối cùng thì mình đến với một cái phôi hàng chân rễ. Cây này có hoành là 33 các bạn. Hoành 33. Chiều cao, tổng chiều cao của nó là 77. Hoành 33, tổng chiều cao 77. Phôi này giao lưu anh em mình với giá 350.000. Cũng 350.000 luôn các bạn ơi. Cũng 350.000 luôn ha. Mai rừng Phú Yên nha anh em. Anh em nào yêu thì liên hệ ha. Phú Yên thì nó có đọt xanh, có đọt đỏ, có. Em không biết này là đọt xanh hay đọt đỏ. Thử ra anh em chơi kiếm đọt xanh thì em không có đảm bảo ha. Hàng mới về nha. Anh em nào yêu thì liên hệ ha. Rồi, chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Chào và hẹn gặp lại các bạn.